Thưa cô bác, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng của bếp hồng ngoại đôi của Shogun SVK1219. Với bếp hồng ngoại đôi của Shogun 1219 thì như các bạn nhìn, nó sẽ có hai bản điều khiển riêng biệt rất là dễ dùng. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bếp hồng ngoại của Shogun. Trước tiên thì các bạn nhấn nút nguồn, sau đó nhấn nút chức năng. Đó, máy bắt đầu hoạt động. Mình có thể tăng giảm tùy theo nhà mình sử dụng. Ở đây nó sẽ hiển thị hai vòng nổ luôn. Còn nếu các bạn dùng vòng nhỏ, dùng nồi nhỏ thì các bạn có thể chọn một vòng nửa. Thì ở đây mức cao nhất sẽ là 1000W, mình có thể giảm được tùy theo nhà mình sử dụng. Cao nhất sẽ là 1000W. Bên cạnh đó thì sẽ là nút hẹn giờ. Hẹn giờ mình cũng thể tăng giảm được tùy theo số phút mình muốn sử dụng. Ngoài ra để bên cạnh sẽ có một nút là nút khóa trẻ em. Đó. Và khi mà mình tắt bếp, như các bạn thấy nó sẽ hiển thị chữ H, thì có nghĩa là ở đang cảnh báo cho mình là mặt bếp đang nóng, thì mình không nên chạm vào mặt bếp. Và mình đợi cho quạt gió phía dưới ngưng hoạt động, có nghĩa là ngưng chạy để cho cái bo mạch bên trong nó mát, là mát máy. Thì mình đợi một loan lát nó sẽ tự động ngắt, thì khi đó mình mới lên giật áp. Khi không sử dụng nữa thì các bạn nên tắt áp đi. Còn thông tin chi tiết thì các bạn truy cập vào website www.ecomac.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.